Đây là cảnh cảnh giới cao nhất của việc trả thù. Đầu tiên người đàn ông này bị cạo sạch râu, sau đó cố định chắc chắn trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ thao tác một hồi ở bên dưới, đến khi tỉnh lại thì anh ta phát hiện ra mình đã bị mất đi linh hồn của đàn ông. Việc này làm anh ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sau đó bác sĩ lại còn lấy ra một số dụng cụ đặc biệt bảo anh ta dùng thử, còn nói hiệu quả rất tốt. Người đàn ông kia liên tục bị đưa lên bàn phẫu thuật cho đến khi anh ta hoàn toàn biến thành một người phụ nữ. Nhưng chỉ có điều làn da mới này hơi bị yếu. Bác sĩ bảo anh ta đeo một bộ đồ đặc bảo vệ đặc biệt lên, từ đầu ngón chân đến ngón tay đều được che kín lại. Đến cả giọng nói của anh ta cũng đã bị thay đổi. Đúng vào lúc bác sĩ không chú ý thì nhân cơ hội để chạy thoát, nhưng tên bác sĩ đã khóa cửa từ trước, muốn chạy là gần như không thể. Sau khi bị bác sĩ chèn ép quá nhiều lần, anh ta quyết định không sống nữa, vì không thể chấp nhận nổi sự sỉ nhục này. Nhưng bác sĩ lại có kỹ thuật cao siêu, có thể cứu được anh ta sống lại. Vài tuần sau mặt nạ được tháo ra, đây chính là dáng vẻ của người vợ đã mất trước kia của ông. Bác sĩ còn đặt tên mới cho cô là Vera, nhốt trong căn phòng này rồi bắt cô mặc quần áo con gái. Ban đầu Vera cảm thấy vô cùng tức giận, điên cuồng xé hết quần áo rồi dùng máy hút bụi hút sạch đi. Bác sĩ còn tặng cho Vera đồ trang điểm để cô học cách trở thành một người phụ nữ thực sự, trên TV cũng có rất ít chương trình. Vì buồn chán nên Vera chỉ có thể học yoga để giải tỏa tâm trạng. Vì chăm sóc cuộc sống của Vera, bác sĩ còn đặc biệt tìm đến một bảo mẫu chuyên nghiệp. Vera cũng bắt đầu liên tục vẽ linh tinh lên tường, bộ tóc cũng đã dày dần. 6 năm trôi qua, vì khống chế tâm trạng của Vera, bác sĩ vẫn luôn bỏ thuốc an thần vào trong nước cho cô uống. Một ngày 3 bữa đều được gửi đến qua một đường ống, cần cái gì cứ gọi bảo mẫu, nhưng trừ đồ vật sắc nhọn. Cô bắt đầu thử mặc váy, dường như đã chấp nhận việc bản thân là một người phụ nữ. Vị bác sĩ đang nhốt cô là một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tên Robert. Một hôm khi về nhà ông phát hiện Vera đã dùng báo để tự sát vậy nên lập tức đưa phòng phẫu thuật cấp cứu, cô lại được cứu sống. Vì có thể để cô có được bộ da tốt hơn, Robert dùng máu lợn để tiến hành thí nghiệm tạo ra tế bào mới. Sau một thời gian nghiên cứu, cuối cùng cũng tạo ra được một loại da nhân tạo mới. Ông thay cho cả người Vera đều là loại da này. Đây là một loại da nhân tạo, cho dù dùng máy lửa đốt cũng không có cảm giác gì. Mũi đốt cũng sẽ không bị sưng. Người nghiên cứu ra nó là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng có tên Robert. Người phụ nữ đang thử nghiệm vẫn luôn bị ông ta nhốt trong nhà. Thấy kiệt tác của mình ở đó, Robert vô cùng hưng phấn. Vì hình dáng đó được làm mô phỏng theo người vợ đã mất của ông. Càng đáng sợ hơn là người phụ nữ đó trước kia từng là đàn ông. Nhiều năm trước vợ của Robert gặp tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng vì bị lửa đốt nên vẻ ngoài bị thay đổi rất nhiều. Vợ không thể chịu nổi sự đau đớn này nên đã lựa chọn nhảy lầu tự sát. Mà con gái lại tận mắt nhìn thấy cảnh này, làm tuổi thơ của cô bé bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Robert vì chữa trị cho con gái mà đã đưa cô đi tham gia tiệc để giao lưu cùng người lạ. Đúng lúc cô bị một người đàn ông nhắm vào rồi rủ vào trong rừng làm vài chuyện. Khi Robert đi ra thấy một chiếc xe mô tô đang rời đi, sau đó tìm được con gái đang nằm ở giữa rừng. Chuyện vừa nãy làm cho bệnh tâm lý của cô ngày càng trầm trọng hơn, vậy nên bắt buộc phải đưa tới bệnh viện tâm thần. Là một người bố, Robert quyết tâm phải báo thù cho con gái. Đầu tiên là ông đi theo xe mô tô của người đàn ông kia, sau đó đụng vào làm anh ta ngã xuống bên đường. Anh ta còn chưa kịp nói gì đã bắn thuốc mê rồi đưa cả người cả xe về. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại thì phát hiện ra mình bị trói bởi mấy sợi dây xích, không có đồ ăn mà chỉ có nước. Cũng chẳng biết mình đang ở đâu, gọi khàn cả giọng cũng không ai nghe. Khi mẹ của Vincent nhận được thông báo đi đến cục cảnh sát thì bọn họ nói chỉ tìm được xe mô tô, còn không tìm được thi thể. Lúc này Vincent còn không biết vì sao mình bị bắt lại, Robert cũng không nói rõ nguyên nhân với anh ta. Ông dùng vòi nước xịt rửa sạch người Vincent rồi đổi một nơi khác tiếp tục giam cầm. Thời gian dài cô đơn làm Vincent không còn phản kháng nữa, mà ngược lại còn nghe lời. Con gái của Robert vì bệnh tâm lý ngày càng nặng mà đã tự sát, ông vô cùng đau khổ, bắt đầu hành trình báo thù của mình. Ông gọi đội bác sĩ của mình đến đổi giới tính của Vincent, sau đó phẫu thuật thành hình dáng của vợ mình rồi nhốt trong biệt thự. Bảo mẫu nói làm như vậy rất nguy hiểm nhưng Robert không quan tâm, đầu tiên là cho tất cả người giúp việc trong nhà nghỉ việc. Robert biến hung thủ hại chết con gái thành phụ nữ rồi nhốt trong nhà. Một hôm trong nhà có một người đàn ông đến, đó là con trai của bảo mẫu. Vì ăn cây tránh nạn, khi thấy cô gái trong màn hình camera thì sinh ra tà niệm, không quan tâm sự ngăn cản của mẹ. Lúc này Vera đang hỏi tình hình bên ngoài, còn tên kia thì đã trói mẹ lại rồi đi khắp nơi tìm người. Cuối cùng hắn bắt được Vera. Lúc này Robert quay về thấy kiệt tác của mình bị người ta đụng vào thì nổ súng giết chết tên kia. Sau đó thì chôn thi thể luôn. Sau khi xảy ra chuyện này, ông cảm thấy rất có lỗi với Vera nên không còn nhốt cô nữa, bắt đầu thả tự do. Hai người cũng dần dần sinh tình cảm, dường như Vera cũng không còn muốn chạy nữa, bắt đầu chấp nhận thân phận này. Robert còn để bảo mẫu đưa cô ra ngoài đi dạo phố. Có một đồng nghiệp đến tìm Robert nói muốn mua lại biệt thự này để làm phòng khám. Tất nhiên là Robert không đồng ý, nhưng ông bạn kia lại lấy tin tức người bị Robert bắt cóc suốt 6 năm ra để uy hiếp. Lúc này Vera quay về nói mình không hề bị bắt cóc mà vốn là một người phụ nữ. Nhưng khi cô nhìn thấy hình ảnh trên tờ báo thì có chút kích động nhưng vẫn cố kìm nén. Robert cũng không chú ý mấy, đến tối Vera lén lấy súng trong ngăn kéo rồi giấu vào túi. Sau khi lên tầng, Robert cảm thấy rất kỳ lạ, ông cứ tưởng Vera đã yêu mình, ai ngờ từ đầu đến cuối đều là cô giả vờ.
Tất cả chỉ là để Robert buông lỏng cảnh giác, sau đó một phát súng diệt luôn ông. Bảo mẫu nghe thấy tiếng động thì cũng cầm súng đi lên lầu. Lúc này Vera đã trốn dưới gầm giường, nhân lúc bảo mẫu không chú ý thì bắn một phát giải quyết luôn. Cô xóa sạch dấu vân tay rồi trốn khỏi nơi đã nhốt mình suốt 6 năm trời. Về đến cửa hàng quần áo của mẹ, nhưng lúc này mọi người đã không còn nhận ra cô nữa. Cho đến khi cô tự nói ra sự thật, nhưng làm sao mẹ có thể chấp nhận được cậu con trai như vậy. Bộ phim này do Tây Ban Nha sản xuất, có nội dung khá mới mẻ và kích thích, rất đáng xem, mọi người có thể tìm bộ đầy đủ để cảm nhận.